Nhiều dự án bất động sản của LDG để lại nhiều tai tiếng xung quanh câu chuyện giữa khách hàng, chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Số 1, dự án Viva Park tại Đồng Nai. Vào tháng 8 năm 2020, thị trường bất động sản phía Nam bằng hoàng, trước thông tin công ty cổ phần đầu tư LDG xây dựng trái phép gần 500 căn biệt thự tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, tên thương mại là Viva Park, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Dự án này có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, quy mô 18,22 ha, Năm 2018, LDG đã giao bán rầm rộ thông qua các sàn giao dịch bất động sản với mức giá khoảng 1,8 tỷ đồng cho liền kề và 2,2 tỷ đồng cho biệt thự. Thời điểm phát hiện xảy ra sai phạm, Viva Park đã giao dịch được 70% với giá nhà liền kề khoảng 1,9 tỷ và một căn biệt thự khoảng 2,5 tỷ đồng một căn. Lúc bấy giờ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với LDG và buộc đơn vị này nộp số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 6,3 tỷ đồng. Hiện tại đến đầu tháng 3 năm 2023, dự án vẫn đứng hình và không có thông tin triển khai tiếp theo. Số 2, dự án LDG Sky, với quy mô gồm 5 khối, cao 30 tầng tọa lạc tại phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, dự án đã mở bán huy động vốn của khách hàng từ cuối 2020. Đến đầu 2022, hàng loạt khách hàng đã phải treo băng rôn đòi quyền lợi. Khách hàng và người dân mua nhà thuộc dự án LDG Sky phản ánh dự án đã bán hơn 2 năm nhưng pháp lý vẫn chưa có và yêu cầu chủ đầu tư hoàn tiền. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm hiện trạng dự án vẫn chưa có gì tiến triển nhiều sau 3 năm mở bán. Số 3, hai dự án Hai In Ella và West In Ella tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối với hai dự án này, dù đã mở bán từ những năm 2017, 2018, thu tiền của khách hàng, nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành và bàn giao. Khu đất dự án mới xong phần móng, cỏ mọc um tùm. Đã 4 đến 5 năm mà hai dự án của LDG vẫn nằm bất động. Trong khi đó, khách hàng thì đang rơi vào tình trạng đi cũng không được, mà ở cũng chẳng xong. Người dân mua nhà, tại hai dự án đang khốn khổ vì từng ấy năm chủ đầu tư hứa hẹn đủ đường nhưng đến nay vẫn chưa có nhà ở vẫn phải đi thuê trọ và đóng tiền lãi ngân hàng hàng tháng